Sáng nay 25 tháng 10, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện đề án nâng cao chất lượng hoạt động Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Đến dự và chỉ đạo hội nghị con Đặng Hinh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Giai đoạn 2017-2023, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cơ bản thực hiện đầy đủ các mục tiêu và nội dung của đề án nâng cao chất lượng hoạt động Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2025. Qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ được tỉnh giao, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin và là diễn đàn của nhân dân tỉnh nhà. Xây dựng cơ quan báo chí hiện đại có nguồn nhân lực chất lượng cao, có nền tảng kỹ thuật và công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu giải trí đa dạng của nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện đề án, đài cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ quản lý. Về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, chuyển đổi số và tài chính, nên kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành hỗ trợ tháo gỡ. Tại hội nghị sơ kết thực hiện đề án nâng cao chất lượng hoạt động đài phát thanh và truyền hình tỉnh, đại diện các sở ngành địa phương đã trao đổi góp ý, qua đó cùng với đài tìm giải pháp khắc phục khó khăn về tổ chức bộ máy nhân sự, về cơ chế đặt hàng, thẩm định chuyên môn các dự án đầu tư thiết bị chuyên dùng và trụ sở đài, về kinh phí đặt hàng và thực hiện đề án cũng như công tác chuyển đổi số. Lãnh đạo một số địa phương cũng phát biểu ý kiến đánh giá cao công tác phối hợp sản xuất các chương trình đã ký kết với đài. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đánh giá cao kết quả mà Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã đạt được khi thực hiện đề án nâng cao chất lượng hoạt động đài. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Đảng ủy, ban giám đốc đài khắc phục khó khăn, nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng hoạt động ra soát lại phương án tự chủ, cơ chế đặt hàng, sau đó phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, xây dựng định mức chi trả thù lao nhuận bút mới, xây dựng đề án chuyển đổi số gửi các sở ngành thẩm định trước khi trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo. Quan tâm đến công tác quy hoạch nhân sự, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lẫn bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhất là phóng viên, biên tập viên ủng hộ đề xuất của đài về việc tổ chức sản xuất loạt phim tài liệu và ký sự truyền hình trong năm 2024. Ông Đặng Minh Thông cũng nhấn mạnh, 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đồng thời hướng đến đại hội đảng các cấp, nên đài phát thanh và truyền hình tỉnh cần chủ động xây dựng các chương trình, sản phẩm mới, chất lượng để chào hàng, đặt hàng tỉnh và các sở ngành địa phương. Ông Đặng Minh Thông cũng yêu cầu các sở ngành liên quan phối hợp cùng đài tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết chính nội dung kiến nghị của đài trong đó có công tác tổ chức bộ máy nhân sự chuyển đổi số đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị chuyên dụng tài chính để giúp đài đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động lẫn nâng cao đời sống cho cán bộ nhân viên